quên lấy hai cục pin máy GoPro theo. Ở đây là chợ Cô Tô. Chợ Cô Tô. Cô Tô giờ lên thị trấn rồi. Có xoài ở xoài Thanh Ca. Xoài Thanh Ca đó. Chứ gì? Có xoài Thanh Ca nữa. Xoài Thanh Ca là xoài bản xứ ở đây đó, xoài gốc ở đây đó, ăn thơm ngon lắm, ngon mà ngọt nữa. Hoa còn đầy luôn. Vô sớm ông đảo lên. Nói trong bán bài đi. Hả? Sao vậy? Nói trong bán bài mà vô bài đi. Bài không bài. Bài không bài. Bài không bài. Bài không bài. Mưa hốp, mưa che hốp xong vô đó, bơm che hốp cùng vô đó. Mấy anh che hốp rồi. Bạn ừ. Rồi. Đắng ấy. Thì hốp rồi, còn cô đấy bác. Ừ. Rồi ta. Bác sĩ xa, che hốp bạn. Ai ai lưu gãy, bạn cậy. Hãy bạn cậy mở che hốp vậy. Con mở ra coi con biết ăn không? Được không? Được hả? Vô nè. Chết ơi, lươn. À, con này ta. Nghèo có nghèo. Nghèo có nào nghèo cũng phải có một cái bàn cúng vậy nè. Đó. Này cúng cúng ông bà, cúng hoàng thiên luôn.
cũng chết. Chết o hỏi sao tao mang cái cháu đó khi mau khu chung để sửa vải á nè. Này cô mà cho mấy bà con dưới ta chạy hữu này. Hữu ta mai vậy sẽ bài khá đấy. Đó. À, chị ngữ nâng sẽ bài bàn khá đấy. Bớt không? Nếu nào hôm chơi gì chơi gì hôm á. Hãy chốt con nghỉ tới mấy ngày nữa. Tới tháng tới ngày mấy mới vô học? Ngày 19. 19 hả? Lâu dữ ta. Ây da, thư nèo đến hả? Ờ, ở đây có phục vụ làm neo tới nhà luôn. Neo, nhà luôn nè, hai cô này nè. Đúng. Vô thôi. Có anh thật. Nói cho ông quán vô đó nè. Toàn anh phun sửa vai chết. Cơm chai á. Cơm thịt. Ai thợ này ở bên Mỹ mà có cần thợ thì về đây đón thợ ở đây được anh em bà con. Đón thợ tôi liên hệ nhà này. Đó, liên hệ tôi dẫn xuống tới nhà bắt thợ đi luôn. Mình cô rồi. Mấy cô nào? Cô này hả? Rồi. Cô này với cô này hả? Dạ. Hả? Đó coi được không? Đó, tay nghề cứng lắm đó nha bà con. Đó. Còn trẻ nữa. Nét đẹp quê hương. Tốt bất à. Nếu ai còn thoát việc xếp đầy vì trâu vừa nha. Nó lia cho nhau kì mưu. Ê, nó cắt á. Nà. Mớ. Nè, bằng tay làm xong rồi nè. À, đẹp không? Thợ này là đem đi Mỹ là vô tiệm neo được rồi đó. Còn trẻ nè làm được rồi đó. Con nhà ba ta này mà. Làm na dây xây nữa. Liên hệ tôi dẫn xuống đây bắt đi luôn bà con. Thợ này còn trẻ trẻ lắm. Thợ 17, 18 tuổi không à. Thợ tay, thợ chân. Có thợ tay, thợ chân nữa hả? Mà vì phải có mấy. Mẹ ti. Ồ, nâng. Thế, anh không có. Ồ, nè, chịt kháng á. Ồ, chân nè. Ồ, nè, chịt kháng. Thế ta này mình cả lá cây phò lương thế nè, xa đó nè. Bạn. Ê, ạt nồi má nè nè. Đây cái ôi không, cái ôi nó. Cái ôi. Cái làm mà tô thì không được bán. Nè. Trời. Cái nát sẽ không được ngó. Bà sân, bà sân, bà sân này nát. Xong thì không ngồi đấy. Xong vô thơ ấy. Bà sân này sẽ nát. Không được bán đó. Ôi trời, nó mạnh lực. Cái nhỏ ấy. À, cái tình cứ ương mà cái pro mấy. Đây không có tay kì. Mà cái giờ nó bị đặt tùm ra thay. Ồ, cái đó. Dạ. Mà vì phải cố xa lưới ấy nắng à. Chà. Giờ bán dưa hấu. Một trăm hai chục ổ bánh mì với năm chục hộp cơm là đi vòng núi luôn cho từ ba năng ăn tức. Wow.
quá U Lâm về Cô Tô. Giờ còn 4 năm hợp thì không biết. Bà con mua bán nhập trùng bán 30 Tết luôn.